Chào mừng các bạn đến với kênh Cuốn Phi. Hello, xin chào tất cả các em. Em ơi, vậy là anh với cả bạn Gato đã đi ăn cưới về rồi. Trên đường đi là tiện thể anh sẽ cho bạn Gato rẽ qua vườn bách thú các em ạ. Đấy, đây khu vui chơi giải trí ở vườn bách thú. Rồi bây giờ thì bạn Gato cùng mẹ bạn Gato sẽ vào mua một vài chai nước để uống cho nó đỡ khát nước này. Sau đó mua một ít đồ ăn để ăn cũng ăn luôn. Để đây một cửa hàng này rất là nhiều đồ luôn. Đấy, bạn Gato ăn gì? Xúc xích này. Ăn xúc xích không? Ăn kem bông à? Ôi giời, lại mua cái đấy à? Đấy. Rồi bạn Gato sẽ tìm mua một thứ đồ bạn Gato muốn nha. Hả? Ừ. Mua cái đấy thì lấy đi, bao nhiêu tiền một cái đấy? Có hỏi cô xem bao nhiêu tiền nào? 25.000 một chai cậu ạ. Có xem màu nào uống thích hơn? Hả? Rồi nhìn mẹ thì nhiều tiền chưa kìa. Bây giờ mới bỏ ra tiêu nhá. Để sáng là tiêu tiền của mình nữa nhá. À, con lấy màu nào? Con lấy bánh mì không? Còn bánh mì không? Có, anh có ăn bánh mì. Đây có bỏng ngô này. Có, đây có bỏng ngô này. Rồi cái khác à? Được chưa? Ô này bỏng ngô á? Con lấy nước đi con. Ừ, con thích bỏng ngô nào? Đấy đi. Chỉ có siêu nhân thôi. Kéo dưới nha. Rồi vào đi. Rồi vậy là đã xong rồi đúng không? Bây giờ đi đâu tiếp nào? Này kem bông à. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ngồi nghỉ để mua ít kem bông ăn nữa, để trước khi vào trong vườn bách thú chơi cho nó thích nhá. Rồi đi qua cửa hàng kem bông thôi. Cái con gì đây không? Đây. Wow, tỏ hè đẹp chưa? Đây này, con này nó con gì? Con gì à? Đây. Rất là nhiều con tỏ hè đúng không? Ôi đứng chút. Đâu nữa? À không, cháu xem thôi, cháu không thấy đâu. Đi, qua cửa hàng kem bông rồi, đi. Rồi các bạn ơi, đã qua đến cửa hàng kem bông rồi. Đây có rất là nhiều kem bông xanh, đỏ, tím, vàng luôn. À làm kem bông luôn, lấy cái nào mới làm đi. Đây, lấy cái mới làm, không lấy cái đấy đâu. Thầy mới làm luôn. Rồi. Làm kem bông màu hồng nha. Đấy, đường nó tua ra. Nhanh cái đã thành cái kem bông rồi. Phải, thành màu hồng ạ, màu hồng ạ. Ôi. Màu xanh á, thế một cái màu xanh, một cái màu hồng. Mẹ thì một cái nha. Hả? Ô. Rồi, có cái màu xanh ở đấy, còn đấy màu xanh ạ. Rồi. Con ơi, lấy cái màu hồng chưa, vừa làm mới ăn ngon hơn. Không, lấy cái vừa mới làm ăn ngon mà. Mới này. Cái thông này, cái thông Noel này. Noel lấy hai cái. Anh cho cái này vào, anh bỏ cái bóng kia ra, anh cho cái này vào để em lấy cái. Nó lấy một cái. Đây có. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ qua cái ghế đá để ngồi ăn. Ta nghỉ giãn hao trước khi vào vườn thú nha. Rồi đã chọn được cái ghế đá rồi. Rồi bây giờ mẹ Thủy chào các bạn gái. Gato chào các bạn đi. Chào các bạn chưa? Rồi là bạn Gato chào các bạn cái nào? Chào tôi vào. Rồi mẹ bạn Gato chào các bạn đi. Rồi bạn Gato ngượng. Ăn đi, hai mẹ con ăn chung nha. Ăn đi con. Ăn thử xem như thế nào. Là bố cắn thử một cái. Ui, nhanh lên nó gió. Cái này là gió loan hết của con ấy. Ui, con chết con ruồi đậu vào kìa. Ui, kêu con ruồi. Anh ăn lên gió loan hết đấy. Đấy, ăn đi. Ngọt thế. Ngọt như đường ấy. Ngon không? Khéo bẩn tay con ạ, à. Con ăn như đây, con rùa nó ăn trộm kìa, nhanh. Thấy chưa? Con rùa nó ăn trộm kìa, đấy. Lấy mẹ Thủy cầm hộ. Ăn nhanh lên. Cái này mà không ăn nhanh là gió nó ăn một phát hết sạch luôn đấy. Thầy xẹp hết rồi kìa. Nhanh, con rùa nó ăn chưa? Cắn nhanh lên.
Thế á, ui, con ruồi này, con ruồi dã man đấy. Con ruồi này là con ruồi đói. Có ăn anh em, ăn gì anh em? Ấy, úi trời ơi. Thế á, con ruồi kìa. Ăn nhanh lên con, xe. Bố xin một miếng đấy nhá, gió ăn hết rồi. Các bạn ơi, cái kem bông này nha, là cả ruồi cũng ăn, ăn trộm của người luôn, và gió nó cũng ăn trộm luôn. Chỉ cần một cơn gió nó thoảng qua một phát là cái kem bông xẹp nèm luôn. Quá ấy. Ngọt nhờ. Tại vì cái này là bằng đường mà. Xong chưa? Các bạn nhỏ bạn nào cũng thích ăn cái kem bông này, nhưng mà anh thì không thích ăn. Thì nó ngọt lắm. Khé cả rượu cổ luôn. Sau khi ăn xong chúng ta lại phải uống nước thì mới hết khé cổ các bạn ạ. Rồi bây giờ đến lúc là mẹ của bạn gái tôi cũng bỏ ra ăn để cho chúng đói rồi. Mẹ bạn gái tôi sẽ ăn bánh dày giò một buổi sáng này còn để lại đấy các bạn ạ. Có ăn nhanh lên, con gió nó ăn hết kìa. Ngon không? Nào, nói như là ngon không? Có. Không rồi, các bạn ăn chưa? To bảo không? Ăn mấy ai? Ăn cùng ai? Ăn cùng tớ à? Các bạn ơi, đây là bánh dày giò của mẹ. Bạn gato này, đấy. Ôi, dính hết rồi. Bánh dày giò. Xong chạy nữa mình bóc luôn cả cái ngô kia ăn luôn nhá. Thế để làm gì? Đói rồi còn gì, ăn rồi nghỉ ngơi xong rồi vào chung kia chơi chứ. Sao hôm nay trời tối nhỉ, hôm nay như kiểu là cơn mưa ấy. Chưa đói à? Ăn nhanh lên nào. Hai bạn gato có vẻ rất là thích luôn đấy. Gần hết rồi. Sao cái que này là màu xanh nhỉ? Vậy là kem màu hồng cơ mà. Sao bây giờ que này thì màu xanh này? Hả? Que biến hình á? Wow. Anh cả tôi nghĩ đây là que biến hình. Thực ra cái que kem đấy là lúc vừa rồi họ làm một cái kem màu xanh đúng không? Sao bây giờ họ lại làm một kem màu hồng ở đấy đúng không? Wow. Rồi, vẫn còn ăn kìa, ăn nốt đi. Rồi, bạn gato đã chiếm hết chiếc kem bông của mình rồi. Rồi, uống nước đi. Rồi, lau mồm đi, mồm bẩn hết rồi kìa. Đấy, các bạn ăn xong rồi không được vứt que linh tinh nhá, không được vứt rác linh tinh nhá. Phải để vào thùng rác đúng nơi đúng chỗ đúng không? Không được vứt ra thùng rác. Vì vứt ra thùng rác sẽ là bẩn môi trường nhá. Môi trường sẽ rất là bẩn và chỗ nào không bẩn thì mình đi chơi nó không được sạch sẽ đúng không? Phải cho vào thùng rác, phải có chỗ vứt rác quy định mà. Uống nước đi nhanh. Bấm miệng mới cho. Ăn không? Bóc ăn không? Chưa ăn à? Thế này làm gì? Đói rồi, ăn đi. Thôi có ăn, có uống nước đi rồi đi. Rồi sau khi bạn có uống nước xong thì chúng mình sẽ đi vào mua vé để đi vào trong vườn bạch thú chơi nhá. Theo đó bố sẽ cho bạn gato chơi các trò chơi, bạn gato thích không? Con vịt bơi á? Con vịt bơi thì xa lắm, bố chả quay được ra đến tận đấy đâu. Được rồi, thì theo mua vé cho bạn gato đi chơi vịt bơi. Rồi, vậy là bạn gato và mẹ bạn gato đều ăn xong rồi. Bây giờ chúng mình sẽ vứt bỏ ra thùng rác rồi đi nhá. Có mang ra thùng rác kia kìa con. Rồi các bạn nhìn kìa, bạn gato đã cầm ra thùng rác chạy tít tắp ra kia rồi. Đấy. Đấy, phải vứt đúng nơi quy định nha các bạn nhé. Đấy. Rồi, xong chưa? Bây giờ chúng mình làm gì nữa đây? Thế bạn gato ra bảo mẹ, mẹ có đi không nào? Nếu đi thì cả nhà mình đi nhá.